Mai vàng đại lộc nha bà con. Đại lộc thì không có xa lạ với bà con chưa mai rồi. Cây bên em là cây nhân giống bằng phương pháp chiết cành nha bà con. Trồng được 4 tuổi rồi. Bên em vừa thúc cành lại. Cây này lấy lên ngay sau Tết khoảng 10 ngày. Cho nên là hiện nay là đã cũng đủ điều kiện trồng. Tất cả các cái mầm trên cây nó đều đã đâm mầm xanh hết rồi. Các cái lá lớn thì em, lá già của cái lứa trước thì em hái bỏ hết rồi. Đây còn các cái chồi nhỏ nhỏ đây là hiện nay nó đâm xanh hết rồi nha bà con. Cây này khi trồng thì bên em có sắp đế một lần. Sau đó thì cũng có tỉa lá gai cho nên đế nó rất là mịn, nuôi rất là đều nha bà con. Đây, bề nào cũng vậy, đế nó chảy từ lớn xuống nhỏ dần và nó chia dần. Bởi vì có xử lý đế, chỗ này là chỗ chết, chỗ chiết nhìn là biết. Cây này có thứ tự là số 16. Hoành đo được 10.5. Đo cách đế 10 cm. Bên em là không đo hoành đế nha, đo cái thân chính thôi. Đấy, các bác có thể so sánh. Đây đế chảy rất là mịn. À đây có một cái bông đại lộc em hái sẵn. Hoa này là hoa cỡ hoa trung bình, khoảng 6 cm. Hoa đại lộc có thể lớn hơn và cũng có thể nhỏ hơn tùy theo sức khỏe của cây. Màu hoa đại lộc và màu vàng chanh rất là đẹp, xếp cánh thành 4 lớp. Hoa nở thẳng. Nhị của đại lộc thì đôi khi đỏ, đôi khi vàng nghe bà con. Đây, cái chiều nó sẽ thẳng, nó sẽ xòe hoa thẳng cho nên là nó to. Đường kính hoa lớn nhất có từng đo được ở tại vườn em là 7.5 cm nha bà con. Đây là cỡ hoa trung bình. Màu vàng chanh. Hiện tại cây này có chiều cao 60, tán ngang 42. Để quay xa ra cho bà con nhìn. Cái phân cành thì cũng tương đối là đều. Đấy. Này về vào cái chậu cho nó tròn tán ra là đẹp tuyệt vời. Nếu mà bà con muốn chơi mini nhỏ rộn thì vô cái chậu nhỏ thôi. Hiện tại là cái cây này đang đặt trên cái chậu ba tấc. Khi mà về trồng thì bà con trồng cái chậu to hơn một xíu nữa nha. Đây rễ thì rất là mịn. Nhìn những cái rễ con đây. Đây, phần rễ em xử lý rồi. Đó, rễ rất là nhiều. Đấy. Chảy từ trên xuống dưới nha bà con. Giờ em quay nó một vòng đi. Đế thì tương đối là bốn mặt đều như nhau cả nha bà con. Đấy. Cây zin chiếc cành trồng nay được 4 tuổi. Cao 60, tán ngang 42, hoành 11.5. Mở này ra đi. Đây phần đế này rất là chảy nhưng rất là đẹp.
Đây, so sánh cái phần bộ đế với cái cầm tay của em, mình có thể so sánh được. Vành đo 11.5 là đo vị trí này. Vị trí này cách đây là 10 cm nha bà con. Cành 1 đây nè, nó có rất là nhiều cành. Tất cả các đầu cành này là đều đã đâm búp xanh hết rồi. Có những cái lá to cũ thì em hái bớt, hái bỏ cho nó dễ nhìn thôi. Cái này về bà con trồng rất là nhanh, rất là dễ. Em này giá 1.500 bao gồm phí vận chuyển nha bà con. Hoàng Dũng 0918755712 qua Zalo cũng số này luôn nha bà con.